Mèo con hôm nay không muốn đi học, cứ lòng vòng mãi trong phòng. Mèo con hôm nay không muốn đi học, tôi làm sao đây? Dù hôm nay đuôi tớ đau này không đi được, rất ư là buồn. Dù ơi hôm nay đuôi tớ đau rồi, không đi học được đâu. Mèo ơi yên tâm, tớ chắc sẽ mau lành. Đâu xem nào, cái kéo đâu rồi? Mèo ơi đưa đuôi đây tớ cắt luôn nào, cắt khỏi ngay. Mèo con kêu lên, ai chết không được, thôi xin đừng, tớ hết đau rồi. Mèo con kêu lên, đuôi tớ đã lành, đi học ngay đây. Mèo con hôm nay không muốn đi học, cứ lòng vòng mãi trong phòng. Mèo con hôm nay không muốn đi học, ôi làm sao đây? Kiều ơi hôm nay đuôi tớ đau này, không đi được, rất ư là buồn. Kiều ơi hôm nay đuôi tớ đau rồi, không đi học được đâu. Mèo ơi yên tâm, tớ chắc sẽ mau lành. Đâu xem nào, cái kéo đâu rồi? Mèo ơi đưa đuôi đây tớ cắt luôn nào, cắt cụt khỏi ngay. Mèo con kêu lên, ai chết không được, thôi xin đừng, tớ hết đau rồi. Mèo con kêu lên, đuôi tớ đã lành, đi học ngay đây. Xin được cảm ơn các bạn nhỏ vô cùng đáng yêu của lớp múa của cô Hảo ngày hôm nay đã cùng gửi